chào, hôm nay clip mình quay trở lại quay video món ăn mới là món đậu hũ sốt cà chua. Ở trong đây mình có món đậu hũ tươi, đây là đậu hũ tươi và một món đậu hũ non mà những người ăn thường dùng người ta gọi là đậu hũ trứng đó. Mình sẽ để vào chảo đi chiên. Cái đậu hũ non trứng này nè là người ta chế biến ở trong đậu hũ kỳ. Mà nấu đậu hũ kỳ chưa hoàn thành thì họ múc ra một tấc trước khi đậu hũ kỳ nó già, nên gọi là đậu hũ non. Nhưng mà ăn cái mùi rất là thơm ngon. Rồi tiếp tục mình sơ chế cà chua. Mình sẽ cắt hột lựu hơi to một chút cũng được, hơi nhuyễn cũng được, bởi vì khi mình sút thì cà nó sẽ chín, nó nhừ ra, không sao hết. Rồi, món ăn chay, cái món đậu hũ sốt cà này là cái món đặc sản rất là ngon, dành cho những người chuyên nghiệp ăn chay không bao giờ biết ngán. Cho nên những người ăn mặn các bạn có muốn thưởng thức cái món này thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ cho các bạn ăn. Bởi vì khi đậu hũ là món ăn có đầy đủ chất đạm, bổ dưỡng, lại tinh khiết trong thời đại này. Bởi vì nó là món sốt cà chua cho nên mình sử dụng 5-6 trái cà, nhiều cà một chút cũng ngon, không sao hết. Rất là đặc biệt. Rồi đậu hũ tươi mình cũng cắt ra cho nó vừa. Mình cũng cắt nhỏ ra, không quá nhỏ gì hết. Miếng vừa chiên. Thì mình cũng để vô chảo để mình chiên cho nó vàng lên. Mình có thể chiên đậu hũ cho nó vàng vừa giòn hay hoặc là vừa tới cũng được. Bởi vì sốt cà thì vàng nhiều cũng được hay hoặc là vàng ít cũng được, không quan trọng gì hết. Nhưng mà quan trọng là nó vàng vừa tới thì nó sẽ ngon hơn. Dành cho những người răng yếu thì cũng đừng có vàng quá, nó cứng khó nhai. Những người có răng thì ăn hơi giòn một chút cũng ngon. Rồi tiếp tục mình chuẩn bị khâu hành. Hành lá mình sẽ cắt một ít lá và một ít đầu hành, cọng hành. Cộng hành để mình khử cà nha các bạn. Mình khử cà chua. Lá thì mình để sang sau cùng hết cho nó thơm. Rồi, chúng ta chuẩn bị một cái chảo. Cái chảo này chuẩn bị để bắt đầu sốt cà. Mình cho vào một ít dầu ăn, ít thôi để mình thử hành. Chỉ vì dầu mỡ nhiều cũng không tốt cho sức khỏe mình, cho nên không cần phải để quá nhiều dầu. Mình chở bề đậu hũ cho nó vừa vàng tới. Đây là đậu hũ non trứng. Cái món đậu hũ non trứng này rất là ngon. Mình sốt với cà rồi xong mình ăn với bánh mì cũng ngon nữa đó các bạn. Hay hoặc là ăn với cơm, với bún. Nó cũng là một món ăn phong phú.
làm xong rồi các bạn mua bánh mì chấm với nước sốt cà của mình cũng rất là hấp dẫn, rất là ngon. Thật ra đồ chay rất là phong phú nếu mình biết cách chế biến. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, bởi vì mình là người ăn chay từ nhỏ tới lớn cho nên mình không phải học hỏi ai hết, mà là rút từ kinh nghiệm trong cuộc sống. Mình có những cái trải nghiệm mình nấu ăn nhiều năm nhiều tháng, cho nên trong lòng mình, trong đầu mình hay luôn suy nghĩ những cái món ăn nào mới lạ để mà mình chế biến ra để ăn năm này sang tháng nọ, ăn quanh năm suốt tháng, ăn mãi mãi đó mà. Thì mình phải chế cho nó phong phú để mình ăn hoài nó không có bị ngán. Mà càng chế biến thì món ăn chay nó càng hấp dẫn so với cái thời buổi hiện đại này. Mình chuẩn bị chảo dầu nóng rồi mình cho hành vô, phi hành cho nó hơi vàng cho nó thơm. Chảo cho hành nó vàng chút rồi tiếp tục cho cà chua vô. Đây là những món ăn gia đình cho nên mình không có làm cầu kỳ gì hết. Mình làm theo kiểu gia đình chúng ta nấu ăn bình thường mỗi ngày. Cho nên các bạn theo dõi những cái video này thì đó là những cái món ăn hàng ngày mà chúng ta hay sử dụng, chứ không có giống những cái chương trình khác của những người người ta làm cho mình nêm một chút ít hạt nêm vào để dần cái độ mặn xuống, mình cho một ít xíu bột ngọt thôi nên nó đừng có bị hơi mặn hay quá. Những người người ta dạy ở trong nhà hàng, ở trong những video mà để chuyên nghiệp á thì họ cầu kỳ lắm. Nhưng mà với cái video, với cái chương trình của mình làm ở đây á thì nó là đơn giản, bình dân, dành cho tất cả các chị em phụ nữ, dành cho tất cả những cái gia đình đơn giản mà mình ăn chay hàng ngày của gia đình mình. Thì vì vậy mà cách chế biến của mình nó đơn giản rồi nó lại là dân gian gia đình lắm, không có gườm gà, không có thấy giống như là những người người ta làm trên video ở trên TV. Cho nên các bạn cũng nên thấy là bếp của mình ở đây cũng không quá sang trọng gì hết. Đây là bếp của miền quê, ở trong vườn. Bếp ăn bình thường của gia đình đó mà, đơn giản lắm. Đây là món đậu hũ tươi mình luộc lên, ăn với tương ớt, muối tiêu chanh gì cũng rất là ngon. Rất là đơn giản, đậu hũ chỉ luộc để chút hạt nêm vô thôi. Đó, cho nên mình nói là ăn chay thấy vậy nhưng mà rất là phong phú. Thấy đơn giản nhưng mà rất là ngon. Tuy là nó không có cầu kỳ hay hoặc là nó qua què gì hết, nhưng mà nó là những món ăn của miền quê dân dã, đầy đủ dinh dưỡng, tinh khiết, sạch sẽ, an toàn cho sức khỏe. Cho nên mình mới muốn khuyến khích mọi người nên ăn chay trong tương lai. Trong tương lai xa, chúng ta ăn chay là một điều rất là hiện đại. Thế giới bây giờ đó, người ta cũng đang khuyến cáo ăn chay. Ở bên Anh có một nhà hàng chay dành cho những người không ăn chay, ăn mặn, nếu thích tới ăn. Rồi những người vì sức khỏe họ tới đó họ ăn. Một tháng họ có thể tới ăn tới 3-4 lần. Rồi có người là một tuần ăn 3 lần. Đây là món dưa muối trộn. Dưa muối cũng là món chay ngon. Mình trộn, mình sắc rồi mình ngâm cho nó bớt mặn. Mình trộn ở trong đây thành phần là ớt, tỏi, một ít bột ngọt, một ít đường.
mình không có trộn muối đâu, bởi vì nó là dưa muối mà. Rồi rất là vừa ăn mà cũng ngon và hấp dẫn luôn. Nếu các bạn nào thích ăn chay với dưa muối thì đây cũng là món dưa muối ngon dành cho người ăn chay, tuyệt vời. Rồi món sốt cà của mình nó đang chín tới và rất là ngon. Mình cho một ít hành vào. Món đậu hũ trứng của mình có một ít nó đã vàng, để trực tiếp vô trong chảo luôn. Mình hạ lửa và nó thấp xuống rồi mình đợi đậu hũ nó vàng lên rồi mình để chung vô, mình xào chung luôn. Bởi vì sốt cà thì mình sẽ sốt đậu hũ cùng với cà, để cho đậu hũ thôi với cà nó hòa quện với nhau, nó thấm vào nhau cũng ngon. Nhưng mà có người thì thích cái cách là chiên đậu hũ xong rồi chảy ra dĩa rồi cà sốt chảy lên, đó cũng là một cách trang trí. Nhưng mà hôm nay mình hướng dẫn là món ăn này là món ăn của gia đình, cho nên trang trí không quan trọng gì hết. Mình cũng có thể sốt cà chung với đậu hũ, mình xào lên cho nó đều. Còn nếu muốn trang trí thì mình sẽ chảy đậu hũ lên dĩa rồi mình sốt cà mình chế lên mình trang trí. Đó là cách mà người ta dạy để trang trí thôi. Còn nếu mình ăn hàng ngày mỗi ngày thì mình cùng sốt chung với một chảo như vậy. Đây là món đậu hũ trứng mình sốt với cà rất là ngon. Hồi nãy mình giới thiệu đó là mình sẽ ăn với bún, bánh mì, hay ăn với cơm cùng với rau sống, rau tươi, là một món sốt rất là đặc biệt cho người ăn chay, đầy đủ chất dinh dưỡng. Cà chua cũng là dinh dưỡng, đậu hũ là chất đạm, rau củ đầy đủ vitamin, sử dụng cho người ăn chay rất là tốt. Rồi như vậy là đậu hũ chiên mình đã vàng. Tắt bếp. Rồi mình sẽ cho vào cái chảo sốt cà. Mình trộn cho đều, đảo cho đều lên. Xong cũng tắt bếp luôn. Vì cà sốt lúc này nó vừa ráo nước. Rồi mình sẽ cho ra chảo. Wow, hấp dẫn không? Mời các bạn hãy thử món này và thưởng thức. Ngon tuyệt vời. Trong tất cả những món đồ chay của người ăn chay, nó là món cà sốt tàu hũ. Mình xin nói thêm, nó không phải là chỉ ngon cho người ăn chay thôi, nhưng mà người ăn mặn cũng thử nếm thử đi. Nó có một hương vị rất là đặc biệt và ngon lắm. Mời tất cả mọi người cùng thưởng thức và thử cái món tàu hũ súp cà chua của mình hôm nay.